Xin chào mọi người ha. Hiện tại bây giờ thì có một đám tang rất là lớn luôn ở chạy hầm Sáu Dũng mọi người. Thì đang trình tường trình như mọi người ha. Đám ma này rất là lớn luôn. Wow. À, chuẩn bị di quan mọi người ơi. Bây giờ chuẩn bị vào chỗ ăn táng mọi người ơi. Không biết cái khu nào đây, khu hình như này khu ép á, này khu ép nha. Rồi, khu ép mọi người ơi. Rồi, khu ép nha. Đang di chuyển vào khu ép. Lớn ha. Rồi, khu ép nữa mọi người ơi. Cối nha, thấy nhị sao rồi đó. Xe xuống rồi mọi người ơi. Cái kênh YouTube kia vậy.
Chuẩn bị làm lễ nha mọi người. Rồi giờ chuẩn bị hạ nguyệt cho mọi người ha. Thank you.
luôn. Đây rồi, anh em bước chậm rồi vô việc nha. Từ thôi, bước. Chắc có lẽ em cũng kết thúc cái video mọi người. Cũng xin chia buồn cùng với gia đình.